đứng rồi. Xin kính chào cha và cộng đoàn. Con là Du Xe Lê Đông Phương, 41 tuổi. Con có gia đình và ba đứa con. Và con đây để con làm chứng cho Chúa là con có được 4 ơn. Ơn thứ nhất là đứa con gái của con sanh ngày 31 tháng 10 năm 2009, nhằm ngày thứ Bảy. Mà vừa sanh xong buổi chiều là con nó bị ngậm ói xong rồi chuyển qua Bệnh viện Di Đồng Cần Thơ. Bệnh viện Di Đồng Cần Thơ nói là bây giờ 50-50 đó, đây tới sáng mà nó khỏe, không khỏe là chuẩn bị đi. Con với mẹ vợ con mới đi qua cầu xin Đức Mẹ ở nhà thờ Thánh Bảo Lộc á. Cầu xin Đức Mẹ, nói với Đức Mẹ là cầu xin với Chúa cho con được mạnh khỏe. Và sáng hôm sau là con nó khỏe lên, tới bây giờ là nó 10 tuổi rồi. Mà nó khỏe mà nó mập mạp, là con đặt tên là Hồng Ân luôn đó cha. Rồi, ơn thứ hai. Ơn thứ hai á là cũng một đứa nữa, đứa thứ ba. Đứa thứ ba đó là sanh ngoài ý muốn. Đó, mới có 8 tháng hơn à. Mà nó vừa sanh ra là bác sĩ nói nó là không mở mắt và không có thở. Mà có một thằng con trai thôi. Mà con buồn quá. Vừa sanh xong, bác sĩ nói vậy, con chạy lên Đức Mẹ. Đức Mẹ ở trên rạch súc. Và con cầu xin với Đức Mẹ, nói với Chúa là chỉ có Đức Mẹ nói với Chúa thôi. Chứ con không biết nói làm sao nữa. Đức Mẹ nói với Chúa giùm con là cứu giùm cho con của con, đừng nó mạnh khỏe. Và không ngờ là con vừa đi lên đó là 6 giờ mấy tối, là lên nói xong là một chút xíu về con nó thở được và nó khỏe tới bây giờ. Con đặt nó tên là Tích Thiên, vì Tích Thiên là tích lũy những gì của Thiên Chúa ban tặng cho con, một thằng con trai. Thằng con bé Hồng Ngân, thằng Tích Thiên, rồi gì nữa con? À, ơn thứ ba là tháng 7 vừa rồi á, là con nằm bệnh viện. Thường thường là tim của người ta là nhịp đập là 75-80 gì đó, nhưng mà của con có 50 à, 45-50 thôi. Cái người ta mới đặt cái máy gì cho con trong một ngày để người ta đo. Cái con nhắn tin cho cha, con nhắn tin cha ơi cứu con, nói với Chúa cứu con, chứ bây giờ mà vợ con với ba đứa con nữa mà như vậy không ai lo hết. Cái cha trả lời lại, rồi nhắn tin cha trả lời lại là qua hôm sau người ta chuyển con qua bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, thì tự nhiên con nó đập lại bình thường à, bây giờ nó khỏe luôn. Và con cũng nói ơn cuối cùng là như hôm nay là rất là đông người, ngày thứ Bảy và con đi lên đây là lần thứ 6 rồi. Và đông người nữa, con mới nói cầu xin Chúa làm sao mà cho con được lên làm chứng. Vì đông người và ngày thứ Bảy đông lắm, không biết làm sao thì Chúa sắp đặt làm sao con lên như vậy. Thì tự nhiên con đi sau đó mà lên đây cha cho rồi con đi lên con làm chứng luôn. Hallelujah! Thưa các bạn, chúng tôi rất là mong các bạn trẻ mỗi chiều thứ Bảy các bạn cứ mạnh dạn bước lên. Khi lên đặt tay, các bạn nói là con muốn lên làm chứng. Như là những bạn mà được ơn hoán cải, được ơn quay trở về, các bạn lên làm chứng, đó là một cái ơn lớn Chúa dành cho giáo điểm Tin Mừng. Các bạn đừng có đem cái ơn đó mà cất đi. Cho nên là những bạn trẻ mà chiều thứ Bảy khi lên đặt tay, chúng ta có 4 giờ là chia sẻ Tin Mừng ngày thứ Bảy và 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chủ Nhật. Có 2 giờ để các bạn trẻ làm chứng. Xin mời các bạn, nhất là những bạn ngoại đạo và những bạn bỏ Chúa, những bạn xì ke ma túy, những bạn mà đang gặp những khủng hoảng, các bạn cứ mạnh dạn lên làm chứng cho Chúa. Đây gửi tặng cho con tấm ảnh cái đề can Chúa Giêsu và mẹ ban ơn. Nhà con có máy nghe giảng chưa? Dạ chưa, con chỉ nghe trên YouTube ấy. Đây cha gửi tặng cho con cái máy nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Vì ngày hôm nay phép lạ mà nước hóa thành rượu là nhờ sự can thiệp của mẹ. Và anh bạn này trong những mẫu chuyện mà anh ấy kể, luôn là anh ấy chạy đến với mẹ. Và anh nói là mẹ ơi, mẹ nói với Chúa giùm con đi. Rất là dễ thương. Vì con đâu biết tính sao bây giờ, con đã cùng đường rồi, con đã hết đường rồi, con đã hết cách rồi. Nhưng lúc đó ta hãy chạy đến với mẹ. Và giáo điểm Tin Mừng, thưa các bạn, chuỗi mình côi là chuỗi không bao giờ thiếu suốt từ ngày chúng tôi về đây đến bây giờ. Một ngày ít nhất là một chuỗi, có ngày ba chuỗi, có ngày tới bốn chuỗi, như là ngày Chủ Nhật là từ 11 giờ cho đến 4 giờ chiều, cho đến 9 giờ tối, cứ liên lỉ chuỗi kinh mình côi như vậy. Và có người bảo rằng là cha có cái cách nào mà cha làm cho người ta đến đông như vậy không? Bảo con chả có cách nào cả, con làm đúng theo truyền thống của giáo hội. Chuỗi kinh mân côi, chuỗi kinh lòng thương xót, chầu thánh thể và thánh lễ. Con chỉ làm bốn cái đó thôi. Chả có làm cái gì thêm mà cái gì lạ khác cả. Mà người ta đến đây là vì người ta tin.
và càng tin thì người ta càng được ơn, và được ơn thì người ta tìm mọi cách để người ta lên đây để mà làm chứng, giống như anh bạn này đến đây 6-7 lần mong ước được làm chứng mà vẫn chưa được. Và càng có nhiều người lên làm chứng thì người ta lại càng tin, và càng tin thì ta càng đến lại càng được ơn càng lên làm chứng thì người ta càng tin, người ta càng tin, người ta càng đến càng được ơn. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, làm đi. Chứ còn cứ hỏi tôi là bằng cách nào, tôi bảo chả có cách nào cả, chỉ có len lỏi và đi lên đây cầu xin dữ lắm đó cha, chứ không phải dễ đâu. Tôi nói bây giờ mà chỉ có Chúa thôi, Chúa nói giùm con sao mà đông người quá mà tới 6-7 ngàn người như vậy, mà con đi là con đi một mình thôi. Hôm qua con đi một ngày rồi, bữa nay con đi thêm nữa, con đặt tay thêm một ngày nữa, và con đi vòng vòng bên đó, con thấy đi vòng vòng bên đây nè, tới đây nè cha, hồi nãy con xin chơi cho con được đặt tay đi, cha con ngồi đó cha nói rồi con đi lên đây con lấy mới được đó cha, chỉ có Chúa mới làm được thôi chứ con không có cách nào hết. Hallelujah. Rồi mời anh bạn.